Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, Bắc Ninh đã ghi nhận trên 500 ca bệnh COVID-19. Trong khi đó, số ca vẫn có dấu hiệu tiếp tục tăng. Địa phương này nâng công suất giường bệnh tại Bệnh viện Giã Chiến truyền nhiễm số 1 lên 500, thêm giường ICU, bổ sung vaccine COVID-19 đợt 3. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, 500 giường này để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ. Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ nhân lực triển khai thêm 50 giường hồi sức tích cực ICU tại bệnh viện đa khoa và 100 giường điều trị bệnh nhân nặng tại bệnh viện dã chiến số 1 huyện Tiên Du. Tính từ ngày mùng 5 tháng 5 đến nay, Bắc Ninh ghi nhận 536 ca dương tính, trong đó 29 ca chưa được Bộ Y tế định mã bệnh nhân, tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh trên cả nước sau Bắc Giang. Tỉnh đã lập 3 bệnh viện dã chiến để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với tình huống có trên 1.000 người mắc COVID-19, trong đó dự kiến 25-30% ca nặng và 10% ca rất nặng sẵn sàng cho kịch bản 30.000 ca mắc của Bộ Y tế.